Rồi chào anh em, tối nay mình đã mượn được máy nên là mình so sánh ảnh chụp đêm và thiếu sáng cho anh em của cái điện thoại iPhone 11 Pro và cái Galaxy Note 10 Plus. Thì mình sẽ so sánh các cái điểm sau. Thứ nhất là mình so sánh cái khả năng tái tạo màu sắc khi mà chụp ảnh trong bối cảnh thiếu sáng và ảnh đêm. Thứ hai là cái tốc độ lấy nét cũng như là khả năng lấy nét của các vật chuyển động ở gần cũng như ở xa của hai điện thoại. Thứ ba là mình sẽ so sánh khả năng khử nhiễu ở những cái bức ảnh ở bối cảnh tối để có hai cái này khử nhiễu như thế nào. Và thứ tư đó là cả hai điện thoại này có cái chế độ chụp đêm thì mình sẽ chụp bằng hai điện thoại này với chế độ đó để cho anh em thấy là nó đã thực hiện được tốt như thế nào của hai điện thoại này ở tất cả ba ống kính. Hai ba luôn. Hải, tính hả? Quay. Quay lại trong đồng, bóng đèn này cũng lên nó. Vô hai. Rồi. Trước khi mình chụp á thì mình sẽ nói với anh em là cái phương pháp mình chụp. Mình gắn hai cái điện thoại trên cái bát này và phía sau á là mình đã cố gắng để các cái cụm camera nó sát nhau để và mình chỉnh tới chỉnh lui các thứ để hai cái khung ảnh của hai cái camera này nó gần tương đồng nhau. Thứ hai là trong phần setting thì bởi vì chụp đêm nên là mình tắt cái chế độ tự động HDR để cho nó tự nhiên và dễ so sánh hơn. Còn các cái chế độ khác thì là mình để nguyên. Thì anh em biết là về sự khác nhau của hai camera này là nó rất là ít. Ví dụ như là ống kính bên này là 27 thì bên này là 26, cho nên nó cũng không có chênh lệch nhiều, chỉ có nhiêu đó thôi. Còn tí nữa khi chụp thực tế nó như thế nào thì mình sẽ nói cho anh em. Bởi vì so sánh cho nên là mình sẽ để cho nó máy hoàn toàn tự động và không có lấy nét đâu. Nhiều khi cái tay mình nó chạm vào một cái chỗ nào đó sáng tối nó sẽ tạo ra ảnh khác nhau. Ok, rồi đến 1x đúng không? Thì bên này nó sẽ tự động chuyển qua chế độ night mode cho nên mình tắt nó đi. Ok. Rồi 2x. Này cái gì đây? Tắt rồi đúng không? Ok. Ok. Rồi, đó là trường hợp thứ nhất để mình coi thử là nó ghi hình trong cái cảnh tối mà kia như thế nào. Đây là một cái cảnh tòa nhà rất là phức tạp, có những đốm sáng và tối. Thì ngoài cái việc mà mình so sánh về cái khả năng chụp đêm khử nhiễu thì là để coi thử cái độ sắc nét nó như thế nào luôn. Đây mình chụp hai tấm, hai cái và độ méo của ống wide nè. Đó. Rồi, super wide nè. 1 2 3 2x nè. 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình chụp thử cái chế độ night mode, chế độ chụp đêm. Thì anh em thấy ở đây Galaxy Note 10 Plus nó có cái chế độ night, còn bên này iPhone ở cái ống kính super wide nó không có chế độ night nhưng mình vẫn chụp để coi thử nó như thế nào. Đó. Thì bên này ở đâu nó đang lưu hình này. Đó. Rồi. Bên này thì nó không có. 1x. Bên này 1x. Thì khi mà iPhone chuyển qua cái chế độ cái ống kính 1x thì nó tự động nó chuyển qua cái night mode ngay ở đây. Thì chúng ta có thể là để tự động chúng ta chụp luôn. iPhone có vẻ nhanh hả? Nhưng mà chúng ta vẫn có thể là thay đổi ở đây. Ví dụ như đây là nó đang để 3 giây. Maximum là 3 giây. Nó đang 3 giây rồi. Rồi bây giờ mình chụp lại ha. Ok. Thực ra chế độ này á, anh em không cần phải gác lên chân máy đâu, cầm tay cũng được. Để trên máy để mình so sánh.
như là 2X này. Đó. Vẫn là chế độ 91 ha. Của 2X 91 này nó không thấy. Đó thì thêm một trường hợp nữa là khi mà chuyển qua ống kính 2X trên cái iPhone đó, nếu mà nó thấy đủ sáng rồi nó lại bỏ mất, nó không cho chụp cái chế độ night mode nữa, chế độ chụp đêm nữa. Đó, như vậy đó. Ai ai? Mua 2, 3 luôn. Ai, tránh ra. Báo, bóng đổ đẹp. Mô 2, 3. Có sự di chuyển. Rồi qua 1X ta. Mô 2, 3. 2X. Mô 2. Tăng thấy cái người này mạnh. Mô 2, 3. Bên này. Mô 2, 3. Quay. Quay lại đám đông. Bóng đen này, bóng đen mới mau. Mô 2, 3. Rồi. Ba. Mô 2, 3. 2X nè. Mô 2, 3.